Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip thay pin battery lithium thay cho cái pin acquy trì. Thì những cái lợi điểm của nó này, các bạn có xem trên cái bảng này nha. Nó rất là nhiều cái ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất đó là cái trọng lượng nó nhẹ và cái độ bền của nó sau mỗi lần mình sạc xả nó rất là cao. Nó hơn nhiều so với lại cái acquy trì. Tuổi thọ của nó thì tầm đến phải 7 đến 8 năm mình mới phải thay pin. Và dòng sạc của nó, dòng sạc nó rất là cao. Dòng sạc của nó thì nó sẽ nhanh đầy hơn là so với các quy trì. Rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên thì giá thành nó hơi cao. So với các quy trì thì nó sẽ cao hơn khoảng 1.5 lần. Cái bộ ác quy bên này thì mình mua khoảng giá tiền khoảng 700 ngàn, còn cái bộ lithium này thì mình mua giá khoảng 1 triệu, 1 triệu mốt nha các bạn. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Another season, not for long, just a time, just like.